Ngày 7/9/2019, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngọc Lặc đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/2019. Tham dự buổi lễ khai mạc có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể thị trấn, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng phố và các cầu thủ tham dự giải đến từ các khu phố trong thị trấn. Tham gia giải bóng chuyền có 7 đội với trên 90 cầu thủ của các khu phố trong thị trấn, nhằm khuyến khích động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong toàn thị trấn, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi học tập kinh nghiệm, tăng cường thể lực, đoàn kết hiểu biết lẫn nhau, góp phần thực hiện tốt lời kêu gọi toàn dân tập thể dục như lời Bác Hồ dạy, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống, cái nào cũng cần có sức khỏe mới thành công. Trên tinh thần thể thao nhiệt tình thi đấu hết mình, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu hay, sôi nổi, nhiều pha bóng đẹp, ấn tượng. Thông qua giải đấu nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý thức rèn luyện thể dục thể thao, làm cho phong trào luyện tập thể dục thể thao thị trấn Ngọc Lặc ngày càng trở nên thường xuyên và rộng khắp, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, tăng cường sự gắn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị. Qua hai ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho phố Lê Lai, giải nhì cho phố Lê Lợi và giải ba cho phố Lê Hoàn.